Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Để Lạnh Mai Chi. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm video clip để hướng dẫn các bạn để sửa chữa một cái ban bệnh của máy điều hòa LG. Thì như hôm trước mình đã làm clip chia sẻ với các bạn về một cái ban bệnh của máy điều hòa LG, đó là lỗi CH5 và CH51. Thì hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn sửa chữa một cái ban bệnh mới của máy điều hòa LG. Đây, thì sau đây mình sẽ cắm điện. Mình đã kết nối đầy đủ giữa bo trong và bo ngoài và đầy đủ mọi cái phụ tải của nó rồi. Thì sau đây mình sẽ cắm điện vào để chạy thử và các bạn cùng theo dõi xem là nó gặp cái hiện tượng như nào và lỗi ra làm sao. Rồi, mình đã cắm điện rồi. Rồi, mình đã cắm điện. Rồi, mình bật máy lên. Rồi, các bạn để ý là gì? Quạt giật nóng chạy luôn. Quạt dàn nóng đã chạy, lốc không chạy. Quạt dàn nóng chạy mà gì? Mà lốc không chạy. Và các bạn nhìn này, cho công suất là đã gì? Đã chớp lỗi luôn rồi. Như hôm trước mình đã chia sẻ các bạn cái cách đếm đèn led ở trên bo công suất để check mã lỗi của cái dòng điều hòa LG inverter. Thì các bạn để ý này. Chớp này, 1 2 xong tắt xong lại 1. Các bạn để ý lặp đi lặp lại. 1 2 tắt xong lại 1. Đó. Xong lại 1 2 tắt đi xong lại 1. Đấy, các bạn thấy cái lỗi nó cứ đếm lặp đi lặp lại thế. Các bạn đếm hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách check lỗi rồi. Thì như vậy là gì? Hiện tại thì máy đang báo lỗi gì? CH21. Các bạn để ý lại lỗi này. 1 2 tắt xong lại 1. Đấy là lỗi CH21 các bạn nhé. Vậy thì theo tài liệu kỹ thuật thì lỗi CH21 này là lỗi liên quan đến gì? Mất pha, chạy mất pha, lệch pha, thường là liên quan tới gì? Kẹt lốc hoặc là siêu công suất. Lốc của mình thì dùng để thử thường xuyên cho nên là không thể kẹt được rồi. Vậy chúng ta sẽ tắt điện đi và chúng ta sẽ gì? Đo thử xem IC công suất nó như nào. Hôm trước mình đã có cả hướng dẫn video clip hướng dẫn cách đo IC công suất rồi. Bạn nào mà chưa vào sau xem sau mà chưa nắm được thì các bạn có thể xem lại các cái video clip trước của mình. Rồi, sau đây mình sẽ gì? Tắt máy và sẽ các bạn để ý lỗi làm lần nữa này. 1 2 1. Đó, các bạn để ý lại lỗi CH21. Rồi, dàn nóng nó sẽ chạy thêm một tí nữa nó mới tắt các bạn nhé. Đối với dòng LG thì các bạn dàn nóng nó phải chạy thêm một lúc nó mới tắt. À quên, mình sẽ đo cho các bạn xem là cái gì. Mình sẽ đo cho các bạn xem là cái giao tiếp của nó như nào. Khi quạt dàn nóng đã chạy rồi là giao tiếp đã có rồi các bạn nhé. Quạt dàn nóng mà đã chạy là chắc chắn giao tiếp có. Bởi vì quạt dàn nóng chạy là gì? Đã có tín hiệu khởi động cho lốc máy chạy. Này các bạn nhìn tín hiệu giao tiếp đây. Mình đo tín hiệu giao tiếp này. Còn khi mà quạt dàn nóng mà còn chưa chạy thì các bạn phải kiểm tra đến tín hiệu giao tiếp xem lại có chưa. Còn quạt dàn nóng mà đã chạy rồi thì chắc chắn là gì? Chạy xong dừng hoặc chạy rồi thì chắc chắn là giao tiếp đã là ok. Đấy, các bạn để ý tín hiệu giao tiếp của máy gì? LG inverter. Để sau này chúng ta nếu có gặp phải thì chúng ta cũng có cơ sở chúng ta tham khảo thêm khi một cái máy có giao tiếp bình thường thì nó chạy giao tiếp như thế nào. Rồi, một tẹo nữa thì quạt dàn nóng sẽ gì? Sẽ tắt. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là kiểm tra qua xem IC công suất có còn làm việc được không. Hôm trước mình đã
làm một video clip để hướng dẫn các bạn là cách đo sơ qua IC công suất khi nó còn ở trong mạch điện để kiểm tra xem nó còn làm việc được không. Hôm nay mình sẽ không nói lại cái vấn đề đó nữa, thì các bạn nào mà vào xem sau thì các bạn hãy xem cái clip trước của mình để hiểu thêm về cách đo sơ qua IC công suất khi nó còn ở trong mạch điện các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo xem có IC công suất ở trong cái mạch điện này nó làm việc tốt không. Các bạn để ý này, khi chúng ta đảo chiều quay đo thì ở cái cặp đầu tiên các bạn hình kim hơi lên này, kim hơi lên một chút thôi. Cặp cái chân thứ hai là gì? Không lên gì. Chân thứ ba hơi lên một chút. Rồi như vậy là chân đầu tiên là hơi lên một chút, chân thứ hai không lên gì, chân thứ ba thì hơi lên một chút. Rồi chúng ta tiến hành đo tiếp nửa lại, tiến hành đo nửa còn lại của IC. Không lên gì các bạn này, không lên gì, không lên gì. Rồi như vậy là có hai cặp chân kim trở chiều ngược lại gì, kim lên này các bạn nhìn này, đấy ở chiều ngược lại này, kim lên một chút này, đấy các bạn thấy gì, mình đo đi đo lại cho các bạn thấy kim chỉ lên một chút thôi, chân giữa là kim không lên gì luôn, các bạn nhìn này, chân giữa kim không lên gì, chân này lại kim cũng lên gì một chút. Như vậy là thì hai cặp chân chúng ta đo ở chiều ngược lại là kim lên một chút. Như vậy là gì? IC công suất này bị hư hỏng các bạn nhé. Rồi, mình sẽ tiến hành thay thế IC công suất khác. Rồi, sau khi thay thế IC công suất xong thì mình sẽ tiến hành cắm điện vào và cho máy chạy thử. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành đo tín hiệu giao tiếp, xem là tín hiệu giao tiếp nó có bình thường hay không. Và ban đầu thì các bạn thấy là gì, chúng ta cắm điện vào một tí là thấy cái đèn led trên bao suất nó đã chớp lỗi rồi. Bây giờ mình sẽ đo tín hiệu giao tiếp, mình dùng thang 50V DC. Và các bạn để ý kim đồng hồ ấy vẫn đang dao động, đấy, trong khoảng từ 20 đến 50V, và đèn led không hề báo lỗi. Rồi mình sẽ bật máy chạy thử xem nó như thế nào. Rồi như vậy là block đã gì? Đã chạy. Ô quên, quạt cũng nóng không chạy. À quên, không phải quạt cũng nóng, quạt dần lạnh. Không gấp tủ. Lắp ngoài. Bây giờ cái răng kia răng điều tốc. Đi điều tốc ấy, phải có điều tốc ấy. Quạt này. Như vậy là mọi thứ đã ok. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn, chia sẻ các bạn sửa chữa trực tiếp một cái van vạch của điều hòa LG inverter. Lỗi báo lỗi là gì? CH21. Lỗi liên quan đến lệch pha, mất pha hoặc kẹt block liên quan tới IC công suất. Sau khi thay thế IC công suất xong thì máy đã cho block chạy, mọi thứ đã vận hành ok. Rồi như vậy máy đã chạy ok rồi, mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình và chúc tất cả các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video, cũng như là bạn nào chưa phải là thành viên thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình, cũng như là bật nút rung chuông để thông báo mỗi khi mình làm video clip chia sẻ mới nhất. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái, chào các bạn.